nó nhìn nước nó sợ quá. Đang di chuyển mấy con chó chùa ra. Ôi thôi, nó lại nhảy xuống nước rồi. Nó lên được đấy. Cun. Không lên được. Cun. Eo lên đây. Nó gọi nó làm sao nó nghe. À nó không nghe. Nó vào bờ. Nhưng nó không lên đâu. Nó bơi vào trong kìa, nó bơi ngược vào trong. Nó bơi ngược vào trong kìa anh ơi. Kìa nó lên rồi. Đấy. Ok. Thôi xong rồi. Thôi thế là xong rồi. Ôi. Nắm mất rồi. Ôi. Ôi sâu thế. Ôi ngập. Nắm nào. Bác bơi vào đi, cứ bơi vào đi, tìm con chó sau. Kìa. Ôi sâu quá. Ôi kìa, con chó đây à, lên kìa. Đằng kia còn cái gì nào không? Ôi kìa, có ai biết bơi không? Có ai biết bơi không? Nào mọi người, sang đây nào mọi người. Sang đây. Được rồi, bơi vào đi đã. Cứ bơi vào, bám vào cửa sắt đi đã. Không bơi được. Đang cứu con chó. Cứu không? Chìm xuống rồi, không chưa lấy được lên rồi. Sâu lắm. Chìm mất xuống rồi. Ở tụt mất rồi à? Chìm xuống rồi, không lấy được rồi. Một người trong kia nữa kìa. Cả nhà ơi. Đâu? Đấy là con chó, trong kia là con chó. Cái ông ấy chơi thuyền thôi. Chính cứu à? Ôi, sợ quá rồi. Không cứu được rồi. Trượt rồi. Ông nào xem trôi về đằng nào. Ông nào trong thuyền. Ôi trời ơi. Cứu người mọi người ơi. Ông này lại xuống. Tân xuống. Đấy, ở chỗ đấy, anh ơi, ở chỗ đấy. Hai người cơ mà, một người trong kia đúng không chị ơi? Con chó, trong kia con chó. À thế cái lúc này mà người bơi thuyền đấy hả chị? Người bơi thuyền mà có con chó ấy. Xong rồi đập vào kia đấy à? Con chó nó trèo lên. Hay là chính cái anh mà vừa bơi thuyền mình vừa hỏi đấy? Ừ, đúng rồi.